Thế thì phải biết chứ. Thì em không nhìn thấy người đấy, nhưng mà chỉ nhìn thấy đàn lợn xong là em đuổi thôi. Đuổi xong. Người đang học phong người ta cho. Có một cái giá trị về phong thủy thôi. Tức là để trong nhà thì có, nó sẽ có như kiểu là may mắn hay là thịnh vượng trong nhà thôi. Que. Ui nhìn cái hũ này. Cái men nó nhìn nó lạ đấy nhỉ. Thì, chết rồi. Cái men cổ này nó mới nứt này. Men cổ nó hay kiểu chết, nứt vào trong quần. Tiền khu tiền cổ mà ở trên cái khu nhà người Hoa Kiều. Ông nhà đấy là theo mình biết là người Hoa Kiều để lại và bây giờ đã bỏ hoang rất là lâu rồi. Mới thì cái con lợn, cái đàn lợn ấy thì anh em muốn mình nhìn thấy thôi. Thì bây giờ là mình sẽ mang cái này về hỏi sư phụ xem là sư phụ có biết được những cái đồng tiền này ở đâu không. Hũ vàng tiền gì? Tiền xu mà không biết là hũ tiền này này, nhưng mà em lấy cái hũ thì nó, lúc đi và nó để ở trong này nó lồng xe nó vỡ mất rồi. Tiền đây á? Tiền đấy. Ra đây xem nào. Đó, tiền gì mà này toàn đất cát này. Thì ở trong một cái hũ. Trong hũ sao mà em bê cái hũ về cho hũ lúc đầu em đào thế nó vỡ ra rồi. Nó vỡ ra ngoài lúc đi về cái để ở đây nó lồng xe nó vỡ tan tành hết ra rồi. Tương đây cái tiền xu à? Ở trong một cái hũ to đó. To á? Lúc đầu là em lại gặp một đàn lợn. Đàn lợn? Lợn trong mắt? Lợn nhưng mà mỗi mình em thấy thôi. Mà con lợn què nó chạy vào đây cái thì này, bảo đào lên có con rắn ở đấy. Nó dạng như kiểu ngày xưa mình nhìn ở chỗ mộ mà hai đứa con ấy. Đấy. Đợt này cũng chỉ gặp mỗi mình em nhìn thấy. Mới lại bảo thấy lợn là anh em đuổi trắng cái con nào. Vâng. Mà em đuổi đúng là con lợn què nó chạy vào cái khu này xong là còn có con rắn ở đấy mà. Có rắn không? Có rắn nhưng mà rắn ấy em thả rồi. Mà không hiểu là ai dắt vào đấy hay như thế nào cũng biết. Mà em nhìn cái đồng xu này giống như kiểu cái cùng cái thời mà cái đồng xu mà em lấy ở dưới giếng lên ấy. Ừ. Nhưng mà từ để xem lại cái tìm cái nó có chữ rồi này. Cái này nó han để lâu cái nó han hết rồi. Chữ mở rồi. Ui này. Màu đời á. Này nó vỡ này. Này lâu nó han rồi. Nó có chữ. Chữ như kiểu chữ Hán hay chữ Trung Quốc rồi. Cái này có, liệu có phải bằng đồng? Này không phải đồng đâu. Không phải đồng. Đây không phải là cái tiền, không phải làm bằng đồng. Đây, ui nó lâu ngày quá, bây giờ nó bẻ được này. Bẻ sụt sụt ngay nhỉ. Bẻ được này cái. Nó ngâm ở dưới đất, lòng đất lâu rồi. Cái này nó không phải là bằng đồng nhé. Cái này nó là cái đồng tiền. Đồng tiền Đông Dương, gọi là cái đồng tiền. Cái này nó cũng là một cái loại tiền cổ mà giao dịch thôi, nhưng mà nó không phải là cái tiền bằng đồng mà cái tiền cổ hàng vài thập kỷ thế kỷ trước. Cái này nó cũng chỉ là mới ấy thôi. Không phải cổ. Cái này mình xem thời mình như kiểu là thời các cụ các ấy đấy, thời Pháp đấy à? Đấy như kiểu mới đây cái thời Pháp mà ấy thôi. Nó cũng có liên đại khoảng 100-200 năm là cùng thôi. Cái thời đấy là thời vua Bảo Đại là gì nữa hả? Thì cứ mua 1 xu, 2 xu, 3 xu á. Tính bằng tiền xu ấy. Nhưng mà cái tiền này nó không có giá trị về cổ. Mà cái này nó
nó đây này, đây với một mà chữ nho hay là chữ Trung Quốc hay chữ Hán thì mình cũng hay là chữ Việt cổ nhà mình đồng không biết này. Thế nhưng mà cái đồng tiền này nó gần như cái đồng tiền âm dương, cái đồng tiền xin đài mà bây giờ mới mua đấy. Là bây giờ người ta đấy. Làm theo cái hình làm theo cái đồng tiền này thì có mặt sấp ngửa này. À. Đây, mặt này thì không có chữ nào, nhưng mà mặt bên trên này có chữ này. Mặt dưới không có chữ nào này. Cái này nó chỉ là cái đồng tiền này ấy, nếu như mà theo những theo những nhà phong thủy ấy, là người ta nói là cái đồng tiền này nó không có giá trị kinh tế, không có giá trị về cái kia, mà nó chỉ có một cái giá trị về phong thủy thôi. À. Tức là để trong nhà thì có nó sẽ có như kiểu là may mắn hay là thịnh vượng trong nhà thôi, chứ nó không phải là cái tiền cổ mà có giá trị về kinh tế, ví dụ như một cái đồng này mà đổi lấy hàng mấy trăm nghìn hay mấy triệu tiền Việt Nam, tiền hiện tại. Và cái đồng này nó chỉ là gọi là không mang đi đổi, không ai đổi cho mày, không ai mua. Cái này chỉ là để cho gọi là tượng trưng cho cái sự may mắn rồi là thịnh vượng trong nhà thôi. Cái này rất là nặng nhỉ. Tức là nó cũng có giá trị chứ không phải có không có, nhưng mà cái giá trị của nó không đáng kể. Nó kim loại ấy. Được chưa? Ví dụ là những cái đồng này, ví dụ người ta bây giờ người ta hay bán ở những cái chợ đồ cổ mà có thể là nó chỉ là vài chục nghìn hay 100 nghìn, ví dụ người ta bán là 100 nghìn chục đồng như này chẳng hạn. Với những cái người sưu tầm hoặc là những người mà chơi về phong thủy thì người ta hay để trong nhà người ta cho nó may mắn thôi mà. Ồ, thế này ví dụ mà cứ để này kiểu xếp mấy đồng cái kiểu người ta sâu rồi đấy, sâu vào gì sâu vào, người ta để một chuỗi ở trong nhà đấy, dây đỏ đấy sâu vào gì đấy, chỉ đỏ ấy, cái len đỏ ấy, người ta sâu vào, người ta để trong nhà nó may mắn thôi, màu đỏ may mắn. Hay là tí anh em mình rửa sạch cũng ăn thế mà. Rửa sạch đi mà sâu vào thầy, sâu vào người đấy. Em nhìn thấy chỗ này chơi giống như kiểu đồng ấy hả? Không, không phải cái này không phải bằng đồng, nó chỉ là mạ thôi. Cái này thì bằng một chất liệu gì ấy. Đây đây, ta bẻ vỡ đấy. Nó sùn sùn nhỉ. Đây nó bẻ nó giòn rồi mọi người. Còn lâu trong rồi, có chút chút bẻ cho mọi người xem ạ. Ui giời, chắc là một miếng thôi. Một miếng rồi. Đấy. Này. Không được hai miếng. Cái này nó không ấy nhá. Rửa sạch đi mà để Tết mà để cho nó may mắn. Này em hình như nó bằng gang ấy. Ừ, nó như bằng gang ấy. Kẽm thì hợp lý hơn. Gang. Gang. Cái mặt này mặt gang. Gang nó mới bẻ dễ này chứ. Đúng rồi. Nhật. Gang nó bẻ dễ kiểu này. Cái mặt đồng thì giờ sang xong em lấy vào để lấy cái. Thế thôi. Chứ không cái này không có giá trị cao nữa. Cái này nó bằng gang. Tao tưởng mày đào được hũ vàng. Mà thấy đồng tiền cổ này thì nó không là cũng thấy. Ừ. Thì không biết thì nó là thế. Người ta dắt vào đây, người ta dắt vào đây thì mình mới biết là nó là như thế này chứ. Nhưng mà thời xưa cứ hay cái đồng tiền nó hay có một cái màu xanh này nhỉ. Mày đã đưa lên trên nghĩa trang chưa? Em đưa rồi. Thì hôm đấy là mua quan quách rồi đã đưa lên cái trang xin đất ở đấy rồi. Nè, cái mấy đồng này nó có cái, hay là có cái màu. Hay là người ở dưới giếng người ta dẫn vào anh. Dẫn thì anh em chúng mày như mày nhìn thấy thì phải biết chứ. Thì em không nhìn thấy người đấy, nhưng mà chỉ nhìn thấy đàn lợn xong là em đuổi thôi. Đuổi người ta cho. Này mà anh Đại cứ bảo thấy một đàn lợn mà vậy em chẳng nhìn thấy con nào. Mẹ đuổi chả thấy con nào. Nó giống như lần trước mà. Lần trước hai mẹ con mày cho mày đấy. Thì mấy anh em này mới đến thì lúc đấy bọn đã đến đâu. Rồi mang đi. Thôi rửa sạch đi. Cái này rửa sạch. Mang đi rửa nào. Rồi có lẽ là cái này anh em mình sẽ rửa sạch và mỗi người giữ một ít để lấy cái tài lộc một lượng. Đấy, phong thủy. May mắn. May mắn đi làm như ấy thôi. Chứ còn cái này để rửa sạch nhưng mà đánh kiểu gì được. Cái này nó phải thường nó bằng điện dung thì nó sẽ sạch hơn. Thế mà cái này thì mình cứ rửa bằng cái đi. Nhưng bây giờ mình chỉ rửa bằng xà phòng đã. Nó sạch, đất cát. Bằng nước sạch để cho nó sạch. Mang thử ra đây rửa xem. Thế là nó có sáng hơn. Em nghĩ là nó sẽ sáng hơn đấy. Đây, xả nước cho hết đất nữa. Xả nước, anh cứ xả đây xem. Thế bây giờ mình mang về nhà
hỏi thương vụ thì mới biết được là cái đồng này là xem nó như thế nào đấy mọi người. Nhưng mà rất là tiếc là cái hũ ấy, cái hũ khi anh em mình đi cái thì may nó vỡ ra rồi. Thì mà mình cũng đang để gọn vào mình cái mảnh xanh nó cũng rất là nguy hiểm. Em nghĩ có khả năng là cũng không thể gắn được bởi vì nó vỡ vụn rồi. Em nghĩ là cái hũ ấy còn có giá trị hơn đấy. Cái hũ men nó men dạng, men cổ hồi xưa. Thế thì mình sẽ để lên lấy lại cái hũ đấy. Mà nó vỡ rồi. Rồi hàn kion voi. Ừ. Phục chế. Đây mọi người này. Ui nó vàng lại đỏ rồi. Nó xanh nè này. Đây khi mà rửa sạch đi thì nó cũng chỉ được như thế này thôi. Chứ không thể rõ nét được như ban đầu đâu. Theo như là sư phụ cũng theo như là mình cái thời điểm mà bà mấy bà lão kể thì cô gái đấy là mất từ cái thời thành Pháp đấy. Đây có thể là đây là đồng tiền của vua Bảo Đại là cái thời cuối cùng của triều nhà Nguyễn Việt Nam mình này. Không biết là có đây có phải thế không. Nhưng mà theo như vậy thì cái đồng tiền này cũng rất là may mắn rồi. Mình sẽ giữ lại mỗi anh em một ít để làm cái vật kỷ niệm. Ai muốn may mắn thì nếu mà anh em mình thì cái số lượng này cũng khá là nhiều luôn mọi người. Cái này phải tầm 3 kg. Nên là anh em mình không biết là lại như thế không. Cái này tầm 3 cân. Nếu mà như thế này mà để trong nhà hay là để vào cái trang trí thì cũng rất là may mắn luôn mọi người nhé. Cái này rất là nặng anh nhỉ. Nó nặng mà. Có mấy là nặng luôn. Cái này có hơn chục cái mà cầm rất là đã tay. Có thầy là có cái không? Có đồng tiền nào thì nhìn nó rõ. Nó toàn kiểu đỏ. Ui như thế này mình sẽ mua. Nếu mà cái hũ kia mà không gắn được rồi mọi người, mình sẽ phải mua một cái hũ mới. Xong là rửa thật sạch sẽ đi, xong là xếp vào cái hũ đấy để trưng. Thì khả năng nó rất là đẹp. Đây là cái này xanh này. Cái này có cái màu xanh rất là đặc biệt nhỉ. Đây này. Nhờ. Cái này nó lại xanh nhiều ấy. Đấy. Cái này không biết nó kiểu ố vàng nó xanh nó. Không biết trước người ta ẩm cái màu gì ấy. Nhờ. Cái đồng nào nó cũng xanh như nhau. Cái video này mình cũng xin kết thúc ở đây thôi mọi người. Bởi vì là khi mang về này cũng biết được cái một số cái thông tin của đồng tiền cổ này. Và cũng rất là may mắn cuối năm cuối tháng này sau khi có nhiều người nói là cái giếng đấy là vẫn còn sót lại, nhưng mà anh em mình đã xuống kiểm tra cũng như là cũng đã về phần tâm linh thì người ta đã hiểu, đã báo cho mình ấy, là nó còn không còn sót lại ở dưới nữa. Và ngày hôm nay thì anh em mình đã gặp được một đàn, mình đã gặp được cái đàn lợn đấy và chỉ cho mình một cái hũ như này. Có lẽ đây là một cái sự may mắn về cái tinh thần là chủ yếu. Để sau này cũng có thể là khi mà có được những cái đồng tiền như này thì đem lại những công việc khác nó suôn sẻ hơn. Rất là nhiều mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào cả mọi người nhé. Chào cả mọi người nhé.